Tăng một đi nó mang. Chấm chấm chấm. Lại bị dị ứng rồi. Dị ứng. Sao gió không dần nổi kiểu đây.
mì là ba miếng là hết có cái tìm tấm tiền nhiều lắm nên ăn hết kiểu bánh mì với lại xanh rồi ăn miếng về nấu một cặp như đâu đã ăn miếng miếng phải ăn đâu cảm nhận được nào bọn này khôn lắm. Không sao đâu, để không khô. Mày biết nha, cắm ở nhà đâu. Cô đang không biết cắm ở chỗ nào. Cô cắm ở nhà. Cô nó không biết cắm ở chỗ nào. Quên. Cô đi đâu? À, mai đi đi mà chúng người ngoại ra đi chỗ nơi khác. Tao không đi về mấy kia. Đấy, đi về đấy không phải mà. Đi với bác, mấy bác mà có đi ngoài. Đi với Úc Phương, đi chẳng em. Đi. Nghe không muốn đi vậy. Tưởng nó anh đang về thì ta đi, chứ còn anh ta về ngay thì ta không đi. Nhìn nè, nó thích chờ đợi anh nói. Làm bài như con này mấy giờ rồi vậy? 5 giờ chưa? 5 giờ rồi. Nhìn rồi. Sao vậy? Cái lợi em mình cố anh cứ dụng bài này cô này. Mình gã vừa không con nhỡ con rẻ nó không lên chạy thế nào đấy. Đến nhà có mẹ gọi điện là cái cô. Giờ là 5 giờ hay gì? 15 phút nữa thì gọi cô điện về nhà. 5 giờ? Bây giờ 5 giờ, 5 giờ 15 giờ. 5 giờ 15 giờ về nhà được sao? Cứ về nhà, mẹ gọi mẹ gọi cô 5 15 đến 2 cũng điện về nhà ngoài. Vâng. Đóng cửa lại đi. Quá. Đây. Sao giờ vẫn vắng vậy nhỉ? Mấy thằng B2 đâu vậy? Quang cứ lâu hết rồi.
nhau đây. Đúng người nào. Đó ra. Ngồi đây được, nay đầu tiên nó nghỉ rồi. Thôi, nay đầu tiên nó nghỉ đây. Anh em mình nhau thoải mái đi. Ngồi đây cũng mát đấy. Áo màu nào, trời ơi. Chuối, chuối. Có chuối, có chuối không?